MU sắp thanh lý môn hộ, Solskjaer chơi lớn, tiễn nửa đội hình ra đường, mùa giải mới đã cận kề và Solskjaer đang phải đẩy nhanh tiến độ cải tổ đội hình MU và liệu ông có tiễn nửa đội hình hiện tại ra đường, MU mới kết thúc mùa giải cách đây không lâu sau khi thua Sevilla trong trận bán kết Europa League, thầy trò Solskjaer sẽ không có nhiều thời gian bởi ngoại hạng Anh đã ấn định ngày trở lại vào 12 tháng 9 tới. Quỷ Đỏ sẽ gặp Burnley ở vòng 1 nhưng bị hoãn lại do MU sẽ được nghỉ thêm theo quy định của UEFA, thời gian đặc biệt ngắn với huấn luyện viên Solskjaer khi ông phải chấn chỉnh đội hình và đem về những bản hợp đồng mới, dù có nhiều tin đồn nhưng cho tới hiện tại MU vẫn chưa có thêm tân binh nào cho đội 1, hiện tại, trên trang chủ của MU đang có 32 cái tên trong đội hình 1 và cầu thủ mới nhất được thêm vào là Dean Henderson, thủ thành người Anh trở thành thủ môn thứ 5 trong đội hình 1, điều này đồng nghĩa với việc Solskjaer cần giảm bớt hai cái tên trước khi bước vào mùa giải mới, đó có thể là Joao Pereira, người đang nhận được nhiều lời đề nghị và Lee Grant. Thủ thành số 3 chỉ chơi đúng một trận trong mùa giải trước, trên thực tế, Solskjaer có thể khai trừ tới một nửa số cầu thủ trong đội hình một hiện tại, đơn cử như ở hàng phòng ngự. Những cái tên như Fusion, Chris Smalling, Marcos Rojo, Diogo Delos hay Fosumensa đều không được ông thầy người Na Uy trọng dụng, nói cho đúng. Không thể trọng dụng nổi bởi chất lượng chuyên môn của các cầu thủ này đều không đạt yêu cầu vì nhiều lý do, tương tự như vậy, ở hàng tiền vệ. Jesse Lingard, Andreas Pereira nhiều khả năng sẽ được giao bán, Juan Mata và Daniel James cũng được tính đến khả năng đem cho mượn khi không còn đóng góp nhiều được cho đội bóng trong khi James Garner ra đi để lấy thêm kinh nghiệm trên hàng công. Tahi trong đã chuyển sang Bremen dưới dạng cho mượn nên thực tế MU chỉ còn 4 tiền đạo, đây là vị trí MU cần bổ sung nhiều nhất khi Solskjaer thường xuyên bố trí 3 phần tư cầu thủ này xung trận ngay từ đầu. Tuy nhiên Solskjaer cần tính toán rất kỹ xem giữ ai và bỏ ai, nhiều yếu tố như cầu thủ bản địa, ít nhất 13 cầu thủ. Tâm lý phòng thay đồ, sẽ cần được xét tới, quan trọng nhất là MU cần tìm được cái tên thay thế xứng đáng, bởi vậy. Việc thanh lý nửa đội hình hiện tại là điều gần như bất khả thi, nhưng ít nhất, Solskjaer phải đem 3, 4 cái tên chất lượng mới mong khỏa lấp khoảng cách giữa đội hình chính và đội dự bị. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh Tin Nhanh 24 giờ, hãy đăng ký kênh của chúng tôi để ủng hộ kênh để được xem nhiều video mới nhất.